Lạch tổng diện tích gieo trồng vụ đông là 22.500 ha, trong đó cây ngô 4.700 ha, lạc 1.100 ha, khoai lang 2.150 ha, khoai tây 3.100 ha, rau an toàn 6.600 ha, rau chế biến là 1.700 ha, còn lại là các loại cây khác. Ngoài ra, trong vụ đông năm nay, mỗi huyện thành phố triển khai xây dựng từ 2 đến 3 mô hình sản xuất tập trung gắn liên kết bao tiêu sản phẩm. Để nâng cao hiệu quả cây trồng vụ đông, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các địa phương tập trung mở rộng tối đa diện tích cây vụ đông, phát huy thế mạnh các cây trồng chủ lực của địa phương. Cùng đó, chủ động triển khai thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng khuyến cáo những nơi sản xuất hàng hóa với quy mô lớn, khi sản xuất cần có hợp đồng bao tiêu sản phẩm, tránh rủi ro khi sản xuất. Tuyên truyền chỉ đạo nông dân đẩy mạnh sản xuất an toàn, nhất là đảm bảo các biện pháp sản xuất, thu hoạch, sơ chế, bảo quản an toàn dịch bệnh để tiêu thụ được thuận lợi. Các hợp tác xã được hỗ trợ vốn vay chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và chế biến nông lâm sản. Nguồn vốn trên đã giúp cho nhiều hợp tác xã đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, hình thành nhiều mô hình kinh tế tập thể mang lại hiệu quả cao. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của thành phần kinh tế tập thể, hiện Liên minh Hợp tác xã tỉnh đang tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đề án hỗ trợ phát triển mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Nếu đề án được thông qua, các hợp tác xã khởi nghiệp sẽ có thêm động lực để hiện thực hóa khát vọng của mình. Thực hiện chính sách hỗ trợ khách hàng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hiệp Hòa đã đảm bảo cơ cấu lại thời gian trả nợ và giảm lãi suất 10% đối với dư nợ cho vay ngắn hạn có lãi suất 5% và trung hạn có lãi suất 7% cho các khách hàng khó khăn về nguồn vốn, chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, với tổng dư nợ hiện nay là 1.900 tỷ đồng. Trong cái thời gian Covid thì nói chung là khó khăn thì cũng được sự hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp. Từ phía bên công ty tôi cũng chưa có một cái công văn này là một cái đơn gì thì là từ phía bên Ngân hàng Nông nghiệp cũng đã được hỗ trợ, nó vào đến 1% trên một năm thôi, tuy nó nhỏ nhưng mà cũng là cái giải quyết cái khó khăn cho doanh nghiệp. Cùng với hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, triển khai các gói vay đảm bảo hỗ trợ giảm lãi suất theo quy định, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hiệp Hòa còn tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh. Tại văn phòng giao dịch, tất cả các biện pháp phòng dịch được triển khai và khách hàng khi đến giao dịch cũng đã tuân thủ quy định. Khi bước vào chỗ cửa thì đã có yêu cầu khách hàng là phải rửa tay sát khuẩn. Thì đến giao dịch thì ngân hàng cũng đã để ghế có theo cái khoảng cách đúng quy định theo chỉ thị để cho mọi người không tiếp xúc với nhau quá gần. Đặc biệt là ngân hàng thì đã thực hiện một cái biện pháp tôi đánh giá khá là hiệu quả, khi là để các khách hàng để các giấy tờ của mình để ở các bàn của các anh chị tư vấn trong kia, thì đến tên của ai thì các anh chị mới gọi vào, thì tôi thấy khá là hay. 3 tháng đầu năm nay, tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hiệp Hòa tăng 77 tỷ đồng, nhưng 7 tháng năm 2021 tăng trưởng không tăng, thậm chí còn âm. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhất là từ tháng 5 đến tháng 7, nhu cầu vốn ít, sản xuất khó khăn. Trước thực tế này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hiệp Hòa đã đề ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng đến ngày 31 tháng 12 đạt 125 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm thì chúng tôi cũng sẽ có các cái gói tín dụng ưu đãi, như là ưu đãi đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19, rồi ưu đãi cho các đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ, rồi giảm lãi suất lên đến 10% so với lãi suất thông thường đối với toàn bộ khách hàng vay vốn từ nay đến hết 31 tháng 12 năm 2021. Tập trung cơ cấu lại trả nợ cho khách hàng, giảm lãi suất, giãn nợ, giảm nợ xấu, đồng thời thực hiện tốt kiểm soát chất lượng tín dụng, trong đó phân khúc lại đối tượng khách hàng, đồng thời tiếp tục tăng cường huy động vốn, chuyển đổi cơ cấu vốn hợp lý đang được hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hiệp Hòa quan tâm đẩy mạnh nhằm đảm bảo mức tăng trưởng năm 2021 đạt 6,5%. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Việt Yên đã tiếp cận với 191 trên 636 doanh nghiệp và người sử dụng lao động trên địa bàn để tuyên truyền phổ biến gói hỗ trợ cho vay trả lương cho người lao động bị ngưng việc và cho vay để phục hồi sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Qua rà soát đến nay đã hoàn thiện hồ sơ giải ngân cho 16 người sử dụng lao động, trong đó có 6 người sử dụng lao động là doanh nghiệp FDI vay vốn để trả lương ngừng việc cho hơn 11,6 nghìn lao động với số tiền gần 40 tỷ đồng.
Với kết quả này, Việt Yên là địa phương dẫn đầu trong tỉnh về số lao động và số tiền đã được giải ngân, chiếm 45% tổng số vốn đã giải ngân toàn tỉnh. Số doanh nghiệp được phê duyệt vay vốn chỉ đứng sau huyện Lạng Giang. Thời gian tới, ngân hàng tiếp tục duy trì các số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của doanh nghiệp về các khó khăn vướng mắc và báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, ngân hàng cấp trên kịp thời tháo gỡ, đề xuất các giải pháp phù hợp với thực tế của địa phương để triển khai nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất. Sau khi Ban dân vận tỉnh ủy có công văn đề nghị thực hiện đợt cao điểm hoạt động của tổ COVID cộng đồng, thành phố Bắc Giang đã khẩn trương chỉ đạo các phường xã phát huy vai trò của tổ COVID cộng đồng. Với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà, các tổ COVID cộng đồng ở các phường đã phân chia thành nhiều tốp tuyên truyền tới 13.000 hộ gia đình trên địa bàn trong việc nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, nhất là đối với thực hiện 5K, truyền tải kịp thời các quy định văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch. Bên cạnh đó, bằng nhiều hình thức, nắm bắt tình hình sức khỏe của từng gia đình theo khu vực được phân công, nhất là đối với người dân khi có biểu hiện ho sốt khó thở, kịp thời thông báo cho cơ quan y tế, giám sát người từ vùng dịch trở về và những trường hợp cách ly. Thông qua hoạt động của tổ COVID cộng đồng, thành phố Bắc Giang đã phát hiện các trường hợp nghi ngờ có dấu hiệu để có biện pháp xử lý kịp thời, góp phần quản lý chặt chẽ hơn những trường hợp cách ly, theo dõi y tế tại nhà. Ngay sau khi xuất hiện ca dương tính với COVID-19 trên địa bàn, công an thị trấn Tân An đã tiến hành khoanh vùng truy vết những trường hợp liên quan tới ca nhiễm. Qua truy vết nhanh đã có 12 trường hợp F1 liên quan. Địa phương đã tiến hành phong tỏa cách ly 22 hộ gia đình để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ngay sau khi nhận được thông báo thì tổ truy vết nhanh của thị trấn thì khẩn trương truy vết cả buổi tối và ban đêm. Đấy, và các cái đến thời điểm tại là các cái F liên quan cũng đã truy vết cơ bản toàn bộ, không để sót lọt, và toàn bộ cái số F1 đã cách ly tập trung và F2 đã áp dụng biện pháp cách ly tại nhà. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch của chính quyền các cấp, cũng như khuyến cáo thực hiện 5K của Bộ Y tế. Hàng ngày các thành viên tổ COVID cộng đồng của tổ dân phố đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng trường hợp để kịp thời báo cáo với Ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương. Qua công tác tuyên truyền, người dân thấy rõ được ý thức trách nhiệm của cá nhân, gia đình với cộng đồng xã hội, cùng quyết tâm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch ở cơ sở. Ngoài cái sự tuyên truyền của địa phương, của Ban chỉ đạo của thị trấn, thì riêng cái tổ mà tại khu vực này thì các đồng chí được giao nhiệm vụ là hết sức nhiệt tình, cũng nhắc nhở thường xuyên, và bản thân các đồng chí rất gương mẫu trong vấn đề là đôn đốc nhắc nhở để kiểm tra các mặt. Khi mà thực hiện cái là khi có cái lệnh phong tỏa thì chúng tôi là tổ chức cái tổ truy vết là kiểm tra đôn đốc từng gia đình trong khu vực. Cái thứ hai là tổ chức là cái tổ truy vết là trực 24/24 và đã là theo dõi đôn đốc hàng ngày, cho nên nhân dân là sau khi được trăng dây khoanh vùng thì nhân dân trong khu vực là chấp hành tương đối nghiêm việc là cách ly của các cái gia đình mà thuộc phạm vi phải cách ly. Dịch COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Cùng với sự vào cuộc của chính quyền các cấp cũng như lực lượng chức năng, mọi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tuân thủ và thực hiện nghiêm những quy định về phòng chống dịch, cùng với địa phương sớm ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh. Vụ vải thiều vừa qua, gia đình ông Ngô Văn Hùng ở thôn Cầu Đền, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn đã tham gia vào mã vùng trồng vải thiều xuất Nhật. Ý thức được việc nâng cao chất lượng, đảm bảo quy trình sản xuất vải thiều xuất khẩu cho năm tiếp theo. Ngay từ thời điểm cây vải thiều ở giai đoạn ra lứa lộc 2, giai đoạn quan trọng quyết định đến ra hoa đậu quả sau này, nên gia đình ông đã triển khai mô hình sản xuất vải thiều theo hướng hữu cơ, có sử dụng phân bón vi sinh. Đã chăm sóc cho cái lớp đủ lộc, tới đây là nó bây giờ là được 2 lớp lộc, nên bây giờ đã tỉa tốt cho nó hoàn chỉnh lại những cái mầm chính, là cho nó lên lộc 3. Lộc 3 là quyết định là cuối năm là nó ra riêng, nó ra hoa. Vụ vải thiều năm 2021, Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh Hải có 10 hectare sản xuất vải thiều xuất khẩu sang Nhật. Xác định việc sản xuất vải thiều xuất khẩu chính là thay đổi tư duy cách làm của người nông dân để nâng cao giá trị quả vải thiều. Chính vì vậy nên năm nay, Hợp tác xã đã sớm có kế hoạch triển khai cho các xã viên sản xuất vải theo quy trình hữu cơ. Bắt đầu là từ bây giờ chúng tôi đã vào chăm sóc từ cái lọc rồi đi. Thì hướng của anh em thực xã là muốn là theo cái hướng an toàn và hữu cơ, thì để tới đây xuất khẩu rồi thì hàng trong nước nội địa theo cái một cái mô hình là muốn anh em thực xã là
xong làm xong là mở rộng cho bà con trong thôn. Huyện Lục Ngạn có khoảng 16.000 hectare vải thiều, là thủ phủ vải thiều của tỉnh Bắc Giang. Trong đó diện tích sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp chiếm đa số. Xác định để tiếp tục đưa loại cây trồng chủ lực này phát triển, khẳng định phẩm cấp chất lượng, vươn xa thị trường, cơ quan chuyên môn của huyện không ngừng mở rộng diện tích sản xuất theo các tiêu chuẩn, đồng thời phối hợp với doanh nghiệp xây dựng mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ. Để mang lại cái hiệu quả cho sản xuất cho nông dân thì từ đầu vụ chúng tôi đã triển khai hướng dẫn bà con phối hợp với công ty giới thiệu các cái sản phẩm có tác dụng trong cái chương trình sản xuất hữu cơ như là Sumagro của đơn vị Sumagro Việt Nam. Ngoài ra các cái sản phẩm hữu cơ, phân hữu cơ bón gốc thì ở trên thị trường cũng là sản phẩm mà có uy tín chất lượng, đó là các cái phân hữu cơ vi sinh của Nhật Bản. Thì chúng tôi đã triển khai hướng dẫn cũng như là bà con đã đang thực hiện thì ngay từ đầu như bây giờ như khâu chăm sóc, chăm bón cho trên cây vải thiều, hướng dẫn các mở các lớp tập huấn hướng dẫn trực tiếp ở ngoài vườn cho bà con tham quan cũng như là học tập nó tiếp cận nhanh hơn cũng như là thực hiện áp dụng nó dễ dàng, tạo điều kiện cho bà con áp dụng lâu dài. Với phương châm cầm tay chỉ việc, cơ quan chuyên môn phối hợp với doanh nghiệp xuống tận hộ hướng dẫn tập huấn quy trình sử dụng phân bón vi sinh đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Ngoài việc tiết kiệm phân bón, tạo độ tơi xốp cho đất, tiết kiệm chi phí thuốc bảo vệ thực vật thì mô hình này sẽ cho chất lượng quả sáng, độ ngọt cao, nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng điều kiện xuất khẩu.